là một dòng xe của thập niên hồi đó nữa nha anh chị. Nói chung là hôm nay là chủ yếu quay dòng xe hồi đó thôi. Dòng xe này là anh chị mình có thể nhìn thấy là giống dòng xe Chaly á. Xe Chaly là xe hồi xưa mà ở dưới quê em na là thấy mấy cô chú mà nhà có điều kiện chút xíu là hay trồng xe Chaly á. Nói chung là dáng xe thì nhỏ nhắn, là xinh xắn, màu thì rất là đa dạng luôn ha. Nhưng đặc biệt của em hôm nay dòng xe này á thì là dòng xe Chaly, nhưng mà là Chaly hàng liên danh nha. Phân khối thì có 50 thôi. Chủ yếu là dành cho các bạn học sinh, sinh viên và không có bằng lái, và những cô chú anh chị nào mà mình lớn tuổi có thể là chạy xe này, tại vì cái dáng xe nó rất là nhỏ anh chị. Nhưng là những bạn học sinh nào mà mình hơi nhỏ con á thì đây là cái mẫu xe lý tưởng nhất luôn nha. Đó, mình có thể là chống chân đồ vô thoải mái, đặc biệt là màu rất là đẹp ha. Màu thì bên em na hiện tại là quay cho mình là màu đỏ trắng. Thì bên em na cũng có màu vàng nè, màu xanh nước biển đậm nè, và màu xanh nước biển đậm với màu vàng, màu đen nữa nha anh chị ơi. Đó, anh chị mình quan tâm á thì liên hệ với em na qua số điện thoại có trên màn hình, em na sẽ gửi mẫu gửi hình cho anh chị mình xem thêm. Và đặc biệt giá nó cực kỳ là siêu rẻ luôn. Nói chung là phù hợp giá phải chăng lắm, chỉ có 15 củ thôi. Và em có hỗ trợ trả góp nha. Dòng này anh chị không cần đưa trước cũng được, chỉ cần mang cho em na căn cước công dân gắn chip. Và nếu mình mua trả góp thì đủ 18 tuổi trở lên là anh chị có thể lên hồ sơ với ngân hàng được ha, lên thủ tục độ ok thoải mái. Ngoài ra khi anh chị mình qua mua xe tại cửa hàng bên em na thì mình nhớ liên hệ và đặt lịch trước em na qua số điện thoại là 0325 333 789 có sử dụng Zalo. Em sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe từ 500 đến 1 củ nha. Ngoài ra mình còn được nhận thêm phần quà ưu đãi 5 củ khoai luôn nha anh chị ơi. Đặc biệt em na có hỗ trợ là ship xe 63 tỉnh thành cho anh chị mình quá là yêu thích cái dòng xe này mà nhưng mà ở xa quá không có tới trực tiếp cửa hàng mình mua được thì á nhắn tin cho em na sẽ hỗ trợ ship xe tận giường cho anh chị mình luôn. Ở đâu em na sẽ ship tới cho mình luôn nha. Đó, nên là anh chị thích cứ alo ngay là có xe liền luôn nha. Chỉ cần cọc cho em na 1 củ 2 củ là mình nhận xe, là mình thanh toán đủ thôi nha anh chị ơi. Rồi bây giờ thì anh chị cùng em na nha, xem lại cái dòng xe Chaly nè nó có những gì nha anh chị. Đầu tiên về cái mặt đồng hồ thì anh chị mình thấy là mặt đồng hồ vẫn sử dụng mặt đồng hồ cơ nè, nó thể hiện cây số nè, km nè, giải hợp xăng và có đèn xi nhan cho mình luôn. Cái gỗ nha, đặc biệt cái gỗ này em na thích nè nha, cái này nó gỗ này là gỗ trắng nè. Nói chung là anh chị mình về là bạn nào về là cứ chạy thôi, không có cần phải sơn gì hết trơn, màu rất đẹp, hoặc là có thể thiết kế thêm nắp hay gì đó cho nó tiện ha. Mâm thì ống y chang, mâm mà là sử dụng cái bánh này, bánh là bánh nhỏ nhưng mà rất là dày và to nha. Mâm là mâm trắng luôn, rồi đèn xi nhan đồ đầy đủ cho mình luôn, nó rất là tiện nghi, vỉa trái vỉa phải rồi bật ha. Đó. Rồi phía sau này thì nó phía sau là đều có xi nhan hai mình nè, rồi có đuôi đèn nè ha. Đó, thân xe rất là nhỏ, anh chị thấy là xe rất là ngắn và nhỏ tiện lợi luôn. Anh chị mình nào mình thích cái dòng xe nhỏ gọn tiện lợi mà bạn nào học sinh đó mà dáng xe nhỏ là yêu thích á là lấy con này là ok nhất luôn nha anh chị ơi. Rồi màu thì có rất là nhiều màu nha, không phải là màu này tại video thì mình quay chỉ có một màu này thôi. Đó, anh chị nào mình quan tâm thì nhanh tay liên hệ với em na, số điện thoại thì có sẵn trên màn hình, cứ kết bạn alo em na tư vấn cho mình kỹ hơn và có hỗ trợ ship xe đồ toàn quốc cho anh chị mình luôn. Rồi anh chị mình quan tâm thì nhanh tay đến em na nha. Xin chào.